quý vị và các bạn, sớm hoàn thiện các tiêu chí để huyện Văn Giang cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao và đạt tiêu chí đô thị loại 4 trong năm 2023 là kết luận của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc sáng nay với huyện Văn Giang về đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đến nay, 10 trên 10 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 5 trên 10 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 24 trên 83 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Căn cứ vào bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, Văn Giang có 3 trên 9 tiêu chí đã đạt, gồm thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện và kinh tế. Huyện còn 6 tiêu chí chưa đạt chuẩn với 13 nội dung như quy hoạch, giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, chất lượng môi trường sống và an ninh trật tự. Về những vấn đề huyện Văn Giang cần quan tâm để hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các đại biểu các ngành đã trao đổi, làm rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Huyện nông thôn mới nâng cao là phải 100% các tuyến đường đều được phải trồng cây xanh. Đây là một trong những cái việc mà công chí phải tập trung rất cao, bởi vì lúc đầu thì kế hoạch này thì công chí đạt 70% thôi. Về cái bến xe, huyện thì cũng chưa có cái bến xe chính thức. Về cái tiêu chí môi trường thì đây là một cái tiêu chí là Văn Giang cũng còn thiếu rất nhiều. Vấn đề chất thải cứng và rác thải, nước thải sinh hoạt là nội dung còn khó khăn với huyện Văn Giang, được lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất hướng xử lý. Đối với cái chất thải rắn không nguy hại thì trong thời gian tới giao cho một đơn vị làm những cái vật liệu để xây dựng, cũng như là có thể là dùng đó để có thể thực hiện san lấp được. Việc phân loại rác là một những yếu tố để giảm thiểu di chuyển, vận chuyển đi các nơi khác. Tôi cho rằng là nếu như ta làm được thì cái lượng rác thải di chuyển đi thì ít đi. Thế và ta phân loại được, giả sử những cái gì để tái chế được thì ta lại dồn lại và có thể chuyển lại cho các nhà tái chế. Việc thu phí chúng ta cũng đang tính cái chuẩn bình quân cao bằng. Nhưng mà chúng tôi cũng đang đề nghị là huyện có thể tìm ra một xã để làm điểm. Bởi vì đối khi ta phân loại được thì cứ cân. Thì mỗi một cân là bao nhiêu tiền, thì nếu ông nào phân loại ít thì là ít tiền, mà nhiều thì nhiều tiền. Như thế thì đương nhiên nó công bằng hơn. Để huyện sớm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, lãnh đạo huyện đã đề xuất kiến nghị tỉnh và các sở ngành quan tâm giúp Văn Giang 7 nội dung gồm: sớm ban hành nghị quyết về chương trình xây dựng và phát triển đô thị Văn Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tạo điều kiện để huyện tiếp cận các nguồn lực và có cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, hỗ trợ các xã hoàn thiện và nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, có chủ trương xây dựng và hỗ trợ kinh phí xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, đầu tư các tuyến giao thông, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng về thủ tục, cơ chế đất đai cho các dự án đô thị, xem xét thu hồi các dự án trên địa bàn chậm triển khai, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới có nhu cầu. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao của Văn Giang, cũng như ý kiến của lãnh đạo các sở ngành, của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định để hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất, huyện Văn Giang và các sở ngành cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau. Thứ nhất, về quy hoạch, xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện thì nội dung này thì đã đạt. Tuy nhiên, huyện Văn Giang đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt quy hoạch chung của huyện Văn Giang và hướng dẫn trình tự thủ tục phải tiếp tục là phê duyệt các quy hoạch phân khu. Thì nội dung này thì giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn huyện Văn Giang lập các quy hoạch phân khu và trình tỉnh phê duyệt. Nội dung thứ hai, tỉnh hỗ trợ trụ sở và khu hành chính của huyện. Như này, huyện đề xuất lại là huyện sẽ xây dựng cái khu hành chính mà đã được Thủ tướng phê duyệt. Thế vậy là cái tiền này đã có rồi thì chuyển sang các công trình trọng điểm của huyện, khoảng 400 tỷ nhé. Cho vậy là các công trình về điện chiếu sáng, các đồng chí có ý kiến về các công trình trọng điểm của huyện, đặc biệt là các cái tiêu chí còn thiếu còn yếu về cơ sở vật chất kỹ thuật của huyện thì đồng chí phải hoàn thiện. Về các tiêu chí chưa đạt, thứ nhất là bến xe khách, 3 phương án nhé. Một, nếu là đất công ích thì huyện làm luôn. Thế còn nếu là không phải đất công ích thì giao cho cơ quan sở kế hoạch đầu tư rà soát xem là tách cái dự án ra 5 hectare thì tách ra khu bến xe bao nhiêu hectare thì kêu gọi nhà đầu tư để làm sớm cái
khu kinh tế trước. Nội dung này là trong quý 1 là phải trình với tỉnh. Về môi trường thì cái đây mới là cái phức tạp, nhưng mà ta làm được chứ phải không làm được. Thì thứ nhất là đối với chất thải rắn ở đây đấy, thì sở xây dựng phải khẩn trương tìm một cái vị trí nào đất công ích kết hợp với các huyện ta rà soát, đặc biệt Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm có một bất kỳ một diện tích đất công ích nào thì ta cho một cái doanh nghiệp họ đang đăng ký về là xử lý tất toàn bộ cái chất thải rắn, không phải chôn lấp, họ đưa máy về họ xay, họ nghiền cho đấy ra để làm vật liệu xây dựng và thay cắt đá sỏi thông thường rất là tốt, thì họ cho làm thí điểm trong tháng 3 phải báo cáo ủy ban tỉnh vị trí địa điểm để cho doanh nghiệp về họ sản xuất thử. Như vậy thì khi họ có rồi thì toàn bộ cái chất thải rắn của Văn Giang và của toàn tỉnh nó được xử lý. Thế còn riêng đối với xử lý nước thải và rác thải thì cái này thì có rất nhiều các chương trình rồi. Thì tôi đề nghị Văn Giang bổ sung cho hội phụ nữ huyện này, này để ta nâng cao hỗ trợ cho người dân. Thế còn cái đề án liên quan đến xử lý nước thải, một là về chủ trương chung thì là đúng theo đề án hiện nay tỉnh đang phê duyệt, giao cho các doanh nghiệp cung cấp nước sạch cho đó là xử lý nước thải. Nhưng mà rất là lâu. Thì có một ý nữa là trước mắt thì các thôn mà chưa có đó thì ta tạm thời quy hoạch đã. Sao sử dụng từng các khu dân cư đấy là ta có xử lý chung, rất là rẻ. Sau đó làm đường dẫn ra, nhân dân đóng góp ủng hộ. Cho huyện hỗ trợ 50% cát đá sỏi nhân dân bỏ công. Như là xây dựng đường nông thôn mới, đường xi măng như ngày xưa ấy. Các đồng chí phải có cái đề án đấy. Nên con quy hoạch ở đây thì tôi cũng đề nghị toàn tỉnh về cái quy hoạch điểm đỗ xe. Không sau này tất cả các quy hoạch xong hết rồi mà nhà cửa mọc hết rồi là không có điểm đỗ xe đâu. Mà hiện nay vào thôn thì đường rất là bé, ô tô không vào được. Thì ta phải làm từ bây giờ đấy, vì đang thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà. Mà hiện nay tất cả các huyện mà đang đề nghị tỉnh phê duyệt quy sử dụng đất, Sở Tài nguyên kiểm tra lại, các huyện đã trình rồi mà chưa có này yêu cầu trình lại trả lại trình lại. Thà chậm 1 tháng, 2 tháng còn hơn. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang sớm ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Ủy ban Nhân dân huyện căn cứ nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có mốc thời gian cụ thể. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng với sự quan tâm của tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ngành, năm 2023 Văn Giang sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, là mô hình để các địa phương học tập, tạo tiền đề để cả tỉnh Hưng Yên sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.